Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời, giàu to xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, hốt chọn lộc trời, tiền về ào ào, giàu có nhất dùng, trả sạch nợ, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Hoan hỷ chào đón quý vị cô bác tuổi Mậu Ngọ, tức nội chi mã đã đến với chuyên mục tử vi tháng mới nhất của Minh Đường Tử Vi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vận trình cuộc đời của quý vị từ nay cho đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Quý cô bác anh chị thân mến, cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Nếu xem cuộc đời như một con đường rộng lớn, thì có người được mệnh trời ban cho chiếc ô tô đầy xăng, còn có người chỉ có chiếc xe thồ lọc cọc, khập khiễng trên từng chặng đường. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phiền lòng hay so bì với người khác. Ai cũng có nỗi khổ riêng và áp lực cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Hãy tập trung vào bài toán của chính mình. Nghĩa là quý vị có sự cố gắng, lòng kiên trì và đam mê thì mọi thử thách sẽ trở thành cơ hội. Đừng ngại ngần học hỏi, cập nhật tri thức để từng bước tiến bộ. Bởi lẽ, tuổi trung niên không chỉ là giai đoạn thử thách, mà còn là thời điểm để quý vị khẳng định bản thân và vững bước trên con đường đời. Năm 2024 gần kết thúc, và với những dự đoán thú vị từ tử vi cho tuổi Mậu Ngọ, hãy cùng tìm hiểu những gì đang chờ đón quý vị trong những tháng cuối năm này. Đặc biệt, quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ những thông tin quan trọng giúp xoay chuyển vận mệnh, đổi đời giàu sang, tiền nhét nước két. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính của video. Xin mời quý cô bác anh chị cùng chú ý theo dõi nhé. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978. Mậu thuộc hành thổ, ngựa đất, có khả năng nhìn nhận các vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau hơn các tuổi ngọ còn lại. Năng lượng thổ sẽ làm dịu đi tính cách nóng nảy vốn là bản chất của người tuổi này, khiến cho họ trở nên ổn định, bình tĩnh hơn. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức, làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn chứ không làm nhanh làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh năm 1978 đó chính là không quyết đoán. Họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động, điều này là rất tốt nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa thì phần lớn người Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về mặt tài chính nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận, cuộc sống của bạn thêm phần sang trọng trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của bạn do nóng tính nên thường bị đổ dở. Nếu bạn rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp thì cuộc sống của bạn sẽ có phần sung túc hơn. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Tuổi thọ trung bình của nam giới tuổi Mậu Ngọ vào khoảng từ 55 đến 65 tuổi, nhưng nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ từ 5 năm đến 10 năm. Về phần gia đạo, bạn được hoàn toàn êm ấm, nhờ vậy mà gia đình sống rất hạnh phúc. Con đường công danh chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Nếu đường công danh có lên cao thì cũng chỉ là tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó cũng sẽ trở lại như cũ. Sự nghiệp thì có khi lên rất cao, tuy nhiên không được lâu bền. Vấn đề tiền tài giàu ra đều đặn nhưng lại thường xảy ra khó khăn về vấn đề tiền tài,
nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Sự nghiệp có thể hoàn thành vào tuổi 45 trở đi. Mộ Ngọ sinh năm 1978, mệnh thiên thượng quả, lửa trên trời, khắc sa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, Mộ Ngọ mạng quả lửa trời sáng soi, xuân hạ sanh đặng gặp thời, thông thả sung sướng an nơi thanh nhàn. Tiền dẫn vất giả bôn ba, kể từ trung dẫn mới mong thanh nhàn. Anh em xa cách chẳng gần, vắng mặt thương nhớ lại gần chẳng yên. Bởi vì số nghịch đắng cay, gia đình lập trễ mới là bền lâu. Nếu người tích đức thiện tâm, tu hành giải bớt oan gia nghiệp đời, trung dẫn chẳng đặng thảnh thơi, số người dẫn cuối giàu sang thanh nhàn. Cuộc sống, tuổi Mậu Ngọ cuộc đời tạm sung sướng về hậu dẫn, cuộc sống thêm phần trang trọng trong thời gian này. Nhưng công việc làm ăn thường hay đổ dở vì nóng tánh. Nếu có tánh tình kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp thì cuộc sống có phần sung túc hơn lên. Tóm lại, tuổi Mậu Ngọ, tiền dẫn lắm vất vả nhưng hậu dẫn an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Tình duyên, về tình duyên vào lúc tuổi nhỏ cũng có nhiều khe khắc, cố tìm mới được hưởng một hạnh phúc chân thật cho cuộc đời. Vì vậy, vấn đề tình duyên trải qua nhiều việc đau buồn. Nhưng muốn biết về vấn đề tình duyên, bạn thay đổi như thế nào, bạn nên xem dưới đây để quyết định và hiểu biết những diễn tiến về tình duyên của cuộc đời mình trong suốt cuộc sống. Nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi tình duyên, hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 9 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn ít ra cũng phải thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn hạnh phúc chỉ một lần mà thôi, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến trong đời bạn về vấn đề tình duyên của bạn, nên nhớ mình sanh vào những tháng nào để biết số phận bạn còn thay đổi về tình duyên nữa hay không. Gia đạo, công danh, về gia đạo được hoàn toàn êm ấm, trên thuận dưới hòa, nhờ vậy mà gia đình hạnh phúc, những khắc khe nhỏ nhặt cũng thường xảy ra nhưng không đáng kể. Công danh thì chỉ vào mức độ bình thường mà thôi. Nếu có lên cao đó chỉ là giai đoạn tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó cũng trở lại như cũ. Sự nghiệp thì có khi lên cao lắm, nhưng số không hưởng được một sự nghiệp lâu bền. Tiền tài vô ra đều đặn, có nhiều cơ hội tạo ra tiền, nhưng lại thường xảy ra khắc khắc về vấn đề tiền tài. Nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời, rồi qua đi. Nói tóm lại, tiền bạc rất dễ tạo, sự nghiệp có thể hoàn thành vào tuổi 45 và liên tục về sau. Sự nghiệp vẫn vững chắc như thường, không xao động và cũng không có vấn đề sụp đổ nữa. Tuổi hợp cho làm ăn, sau đây là những tuổi hợp với tuổi Mậu Ngọ trong mọi công việc làm ăn và giao dịch, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão. Bạn nên hợp tác với những tuổi này mà làm ăn thì tạo nhiều kết quả về tiền bạc. Lựa chọn vợ chồng, tuổi Mậu Ngọ kết hôn với những tuổi này sẽ được sống sang giàu vì hợp tuổi và thành công về việc hôn nhân, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Những tuổi này rất hợp trong việc hiệp hôn và rất tốt cho việc ở đời, sẽ tạo được nhiều kết quả tốt đẹp cho sự sống. Nếu bạn kết hôn và xây dựng hạnh phúc với những tuổi này, chỉ có cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính Thìn. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống trở nên khó khăn nghèo túng, đó là kết hôn với các tuổi Tân Dậu, Ất Mão, Quý Dậu. Những năm này khắc tuổi Kỳ hiệp hôn, nếu hiệp hôn thì không thành hay cam chịu cảnh xa vắng, đó là những năm mà bạn ở vào tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Bạn sanh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ, đó là sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 âm lịch, thế nào bạn cũng phải lâm vào cảnh hai vợ hoặc nhiều dòng con. Những tuổi Đại Kỵ, bạn kết hôn hay làm ăn với những tuổi này sẽ bị tuyệt mạng, biệt ly hay thất bại liên miên vì tuổi quá xung khắc, đó là các tuổi Tân Dậu và Quý Dậu. Gặp tuổi Kỵ trong việc làm ăn thì nên tránh, về tình duyên không nên làm lễ hiệp hôn linh đình, về gia đạo thì phải khấn vái trời Phật, cầu xin giải hạn và làm phúc đức thì sẽ được như ý. Những năm khó khăn nhất, những năm bạn làm ăn khó khăn và gặp nhiều trở ngại, đó là những năm ở vào số tuổi 25 và 37 tuổi. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất,
tuổi Mậu Ngọ hạp với giờ lẻ tháng lẻ mà ngày chẳng. Xuất hành làm ăn không sợ thất bại mà trái lại sẽ đoạt nhiều kết quả về tiền bạc. Năm 2024 quả thực là một năm đầy sóng gió với những người sinh năm Mậu Ngọ 1978. Đây là một năm đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống của quý vị và những thử thách đã không ngừng đến từ mọi phía. Về công việc, đây là khoảng thời gian mà quý vị có thể đã phải đối mặt với không ít những áp lực. Công việc thường xuyên gặp phải những trục trặc bất ngờ, từ việc các dự án bị trì hoãn, kế hoạch kinh doanh không đạt được như mong đợi, cho đến những xung đột trong mối quan hệ với đối tác và đồng nghiệp. Những người kinh doanh có thể đã phải chật vật để duy trì doanh số, hoặc thậm chí đối diện với những biến động lớn từ thị trường. Còn những ai làm việc công sở cũng không ít lần cảm thấy căng thẳng khi phải đảm đương nhiều trách nhiệm với kỳ vọng cao từ cấp trên nhưng kết quả lại chưa được như ý. Về mặt tài chính, sự ổn định đã là một điều khó khăn để duy trì trong suốt năm qua. Có những lúc nguồn thu nhập không đạt như mong muốn, thậm chí còn có dấu hiệu giảm sút. Những khoản chi phí bất ngờ từ sức khỏe, gia đình hay các sự cố không may đã tạo thêm gánh nặng. Sự căng thẳng tài chính này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn lan sang các mối quan hệ trong gia đình. Gia đạo đôi lúc cũng gặp phải những bất đồng nhỏ, có thể từ những chuyện thường ngày trong cuộc sống hoặc từ sự căng thẳng trong tài chính chung của cả gia đình. Một vài sự hiểu lầm, mâu thuẫn giữa các thành viên cũng khiến cho không khí trong nhà đôi lúc trở nên căng thẳng. Những căng thẳng này, nếu không được giải quyết kịp thời, có thể làm giảm đi sự gắn kết trong gia đình, nhất là khi mỗi người đều có những lo toan riêng. Về sức khỏe, năm 2024 cũng là một năm mà những người tuổi Mậu Ngọ cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Có thể xuất hiện do áp lực công việc và cuộc sống, một số người có thể cảm thấy cơ thể trở nên yếu đi, gặp phải các vấn đề như đau lưng, đau khớp hoặc các vấn đề về tiêu hóa do căng thẳng. Huyết áp có thể không ổn định, đặc biệt là với những ai đang có tiền sử bệnh lý. Chính vì vậy, việc quan tâm đến sức khỏe, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp quý vị giảm bớt những tác động tiêu cực từ áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là khó khăn. Từ nay đến cuối năm, vận mệnh của tuổi Mậu Ngọ sẽ dần có sự chuyển biến tích cực. Với bản tính kiên cường và lòng quyết tâm, quý vị đã không ngừng nỗ lực vượt qua những thử thách và khó khăn của năm 2024. Đúng như câu nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Từ tháng 9 âm lịch trở đi, vận thế của quý vị sẽ có xu hướng khởi sắc mạnh mẽ, tài lộc sẽ có sự hồi phục rõ rệt, nhất là đối với những ai đã biết cách đầu tư và tích lũy từ trước. Công việc bắt đầu ổn định hơn, quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân và những cơ hội kinh doanh, đầu tư có tiềm năng lớn. Những nỗ lực trong suốt cả năm qua giờ đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho quý vị những thành quả đáng mong đợi. Đây là thời điểm mà quý vị cần mạnh dạn thực hiện các kế hoạch quan trọng mà mình đã chuẩn bị, vì vận mệnh của quý vị đang dần đi vào giai đoạn thuận lợi hơn. Gia đạo cũng sẽ có những chuyển biến tích cực khi mọi người trong gia đình dần tìm lại được sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Những mâu thuẫn trước đây dần được hóa giải, mang lại không khí ấm cúng và an vui trong gia đình. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm khi cả nhà chuẩn bị cho cái Tết truyền thống, những bận tâm lo lắng sẽ dần nhường chỗ cho niềm vui và sự gắn kết gia đình. Từ nay đến Tết 2025, đây là khoảng thời gian để quý vị tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó, và đồng thời cũng là lúc quý vị cần chuẩn bị tinh thần cho một năm mới đầy triển vọng. Vận mệnh đang đi lên, công việc dần thuận lợi, tài chính ổn định và gia đình yên ấm. Quý vị hãy tranh thủ thời gian này để thư giãn, chăm sóc sức khỏe bản thân và tận hưởng những niềm vui bên gia đình, chuẩn bị chào đón một cái Tết đầy đủ và hạnh phúc. Về phương diện nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 đánh dấu một giai đoạn nhiều thay đổi và thăng hoa trong sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ. Sau một năm đầy biến động, từ công việc, tài chính đến sức khỏe, thời gian từ tháng 9 âm lịch trở đi sẽ là khoảng thời gian mà vận mệnh của quý vị bắt đầu khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự nhạy bén và quyết đoán trong công việc, quý vị sẽ bắt đầu thấy rõ những cơ hội đến với mình. Sự nghiệp của quý vị trong giai đoạn cuối năm sẽ trở nên ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn, những cơ hội kinh doanh mới sẽ xuất hiện, mở ra cánh cửa cho quý vị phát triển và mở rộng quy mô công việc, đặc biệt với sự hỗ trợ từ quý nhân. Những người sinh năm Mậu Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong các dự án hoặc cơ hội đầu tư mới,
quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ không chỉ từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, mà còn từ các đối tác, đồng nghiệp, những người luôn tin tưởng và ủng hộ quý vị trong suốt thời gian qua. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị mở rộng quy mô công việc, hoặc thậm chí thực hiện những dự án mà trước đây quý vị đã ấp ủ, nhưng chưa có cơ hội để thực hiện. Phương diện tài lộc cũng sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Những nguồn tài chính đến từ các khoản đầu tư, kinh doanh sẽ bắt đầu thu về lợi nhuận. Những ai đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh cá nhân hoặc đầu tư dài hạn sẽ có thể nhận được kết quả tích cực. Nếu quý vị đã từng lo lắng về vấn đề tài chính trong năm vừa qua, thì từ tháng 10 trở đi, quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi dòng tiền bắt đầu ổn định và có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Đây cũng là thời điểm mà quý vị có thể gặp may mắn trong việc đàm phán các hợp đồng hoặc thỏa thuận kinh doanh. Các cuộc thương lượng sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, mang lại những lợi ích lớn cho quý vị. Hơn nữa, tài lộc không chỉ đến từ công việc chính, mà còn có thể đến từ những khoản đầu tư phụ, ví dụ như bất động sản hoặc các dự án tài chính khác. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, quý vị cần thận trọng trong mọi giao dịch và đầu tư lớn, đảm bảo rằng mọi kế hoạch đều được suy tính kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ cũng cần được đặc biệt chú ý trong thời gian này, do công việc bận rộn và những áp lực từ sự phát triển trong sự nghiệp. Quý vị có thể dễ dàng rơi vào tình trạng căng thẳng. Điều này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tổng thể, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và huyết áp. Những dấu hiệu như mệt mỏi hoặc suy nhược có thể xuất hiện nếu quý vị không biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Do đó, việc dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp với các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như yoga hoặc thiền sẽ giúp quý vị duy trì sức khỏe ổn định, không bị quá tải bởi công việc. Ngoài ra, quý vị cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, tránh các loại thức ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ để đảm bảo hệ tiêu hóa được hoạt động tốt nhất. Uống nhiều nước và bổ sung vitamin cũng là một cách để tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm khi thời tiết trở lạnh và áp lực công việc tăng cao. Không chỉ sự nghiệp và sức khỏe, gia đạo cũng là một yếu tố quan trọng cần quan tâm trong những tháng cuối năm này. Gia đình sẽ trở nên ấm cúng hơn khi mọi người cùng nhau chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền. Tuy nhiên, do công việc bận rộn và những lo toan hàng ngày, có thể sẽ xảy ra một vài bất đồng nhỏ giữa các thành viên trong gia đình. Đây có thể là những hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ liên quan đến vấn đề tài chính hoặc cách quản lý công việc gia đình. Tuy vậy, với sự thấu hiểu và cảm thông, quý vị sẽ có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và êm ấm. Hãy dành thời gian cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ những vấn đề mà các thành viên đang gặp phải. Sự kết nối trong gia đình không chỉ giúp quý vị cảm thấy an lành, mà còn giúp tạo ra môi trường thoải mái, ấm áp để chuẩn bị đón một mùa Tết trọn vẹn, hạnh phúc bên người thân. Cuối cùng, đây cũng là lúc để quý vị xem xét lại các mục tiêu dài hạn của mình, đặc biệt là những dự định cho năm 2025 sắp tới. Những thành công trong cuối năm 2024 không chỉ là bước đệm cho sự nghiệp của quý vị, mà còn giúp tạo ra niềm tin và động lực để quý vị tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch, định hướng rõ ràng cho những dự án quan trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho một năm mới đầy triển vọng. Tóm lại, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ từ nay đến cuối năm 2024 sẽ có những khởi sắc rõ rệt. Với sự hỗ trợ từ quý nhân và những cơ hội mới đang mở ra, tài lộc sẽ tăng mạnh, công việc ổn định và gia đình sẽ ngày càng hòa thuận. Tuy nhiên, để duy trì sự thịnh vượng này, quý vị cần chú ý đến sức khỏe và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón trong tương lai. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, những tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ 1978. Đây là khoảng thời gian quyết định cho sự nghiệp, tài lộc và gia đạo, nơi quý vị cần linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với những biến động bất ngờ. Mỗi tháng đều có những thách thức và cơ hội riêng, và nếu biết cách tận dụng, quý vị sẽ đạt được thành công đáng kể. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Bước sang tháng 10 âm lịch, thần tài mỉm cười với tuổi Mậu Ngọ. Đây là tháng mà cơ hội lớn xuất hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Nếu quý vị đang có ý định đầu tư vào một dự án hoặc mở rộng kinh doanh, thì đây chính là thời điểm hoàn hảo để thực hiện điều đó.
Tháng này, tài lộc sẽ dồi dào và những khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, để thành công, quý vị cần biết tận dụng cơ hội một cách khôn ngoan. Trong khi cơ hội về mặt tài chính mở rộng, hãy cẩn trọng trong các giao dịch lớn. Đàm phán kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư hoặc hợp tác với bất kỳ đối tác nào. Đây là tháng quý vị có thể thu về những khoản lợi nhuận đáng kể, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu, nhất là trong các quyết định đầu tư tài chính. Vì vậy, hãy thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Về sự nghiệp, công việc của quý vị có xu hướng khởi sắc. Nếu quý vị đang trong giai đoạn thử nghiệm một dự án mới, hãy tận dụng những nguồn lực sẵn có để thúc đẩy tiến trình. Sự ủng hộ từ quý nhân vẫn tiếp tục mang đến sự hỗ trợ quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp. Gia đạo trong tháng này sẽ hài hòa hơn, đặc biệt là khi tài lộc dồi dào, giúp tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch được coi là tháng có ơn trên độ mệnh, nơi mà mọi việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đã từng cảm thấy mệt mỏi hoặc bất an trong thời gian trước, thì tháng này là lúc mà tâm trạng và tinh thần của quý vị sẽ ổn định trở lại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ đồng loạt ủng hộ, giúp quý vị hoàn thành các kế hoạch dài hạn. Tháng này cũng rất phù hợp để quý vị thực hiện các dự án dài hạn. Nếu có dự định mua bán đất đai, mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vào các kế hoạch quan trọng, thì đây là thời điểm lý tưởng. Tài chính trong tháng 11 cũng sẽ có sự ổn định. Các khoản lợi nhuận từ các dự án trước đó sẽ tiếp tục mang về kết quả tốt. Quý vị có thể nhận được nguồn thu nhập phụ từ các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ lẻ mà mình tham gia trong năm qua. Về gia đạo, đây là lúc mọi người trong gia đình có sự đồng lòng, cùng nhau chuẩn bị cho những ngày lễ lớn sắp tới. Mối quan hệ giữa quý vị và người thân sẽ trở nên gắn bó và thân mật hơn. Nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào trong thời gian trước, tháng này là thời điểm để quý vị hóa giải và hàn gắn. Sức khỏe trong tháng này sẽ cải thiện rõ rệt. Nếu quý vị đã từng trải qua những căng thẳng, lo lắng hoặc các vấn đề về tiêu hóa và huyết áp, thì đến tháng 11, tình trạng này sẽ giảm đi. Tuy nhiên, không nên chủ quan mà cần tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, đặc biệt là giữ cho tâm trạng luôn thoải mái. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Cuối cùng, tháng 12 âm lịch, tháng kết thúc một năm cũ, sẽ mang lại cho quý vị niềm vui và hạnh phúc. Đây là thời gian để quý vị tận hưởng thành quả của cả năm, đồng thời chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tháng này, công việc sẽ giảm bớt áp lực, tạo điều kiện cho quý vị có thời gian để tập trung vào gia đình. Những khó khăn trong công việc và cuộc sống sẽ dần dần biến mất, mang đến cho quý vị cảm giác thư thái và dễ chịu hơn. Đây là tháng của niềm vui, khi mọi nỗ lực của quý vị trong suốt năm qua đã được đền đáp bằng sự thành công và hạnh phúc. Gia đình quý vị cũng sẽ ấm cúng hơn, đặc biệt là khi mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết. Tình cảm gia đình trong tháng này sẽ được thắt chặt. Những bữa cơm đoàn tụ và những phút giây quây quần bên người thân sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ ràng hơn sự bình yên và hạnh phúc. Đây cũng là thời gian để quý vị nhìn lại một năm đã qua, tổng kết những gì đã đạt được và chuẩn bị cho những kế hoạch cho năm mới. Nếu có bất kỳ dự định nào còn dang dở, quý vị có thể lên kế hoạch thực hiện vào đầu năm sau. Việc này không chỉ giúp quý vị có một cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai, mà còn mang lại sự chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu lớn trong năm 2025. Sức khỏe trong tháng này tương đối ổn định. Tuy nhiên, với thời tiết lạnh cuối năm, quý vị nên chú ý giữ ấm cơ thể, tăng cường tập thể dục để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động vui chơi cùng gia đình cũng sẽ giúp quý vị thư giãn và cải thiện tinh thần một cách tích cực. Những tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ là giai đoạn có sự chuyển biến tích cực, từ tháng 9 âm lịch với sự kiên nhẫn, đến tháng 10 với cơ hội tài lộc, tháng 11 suôn sẻ nhờ ơn trên độ mệnh, và tháng 12 mang lại niềm vui gia đình và tài lộc dồi dào. Điều quan trọng là quý vị cần biết cách nắm bắt cơ hội và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống để có thể tận hưởng một năm mới trọn vẹn hơn. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Trong những tháng cuối năm 2024, để hóa giải vận hạn, tuổi Mậu Ngọ 1978 cần chú trọng đến việc thực hiện những hành động tích cực và điều chỉnh môi trường xung quanh nhằm tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống. Những cách thức sau đây sẽ giúp quý vị không chỉ vượt qua vận hạn mà còn thu hút được năng lượng tốt,
tăng cường vận may và mang lại bình an cho gia đình. 1. Tích lũy công đức thông qua làm việc thiện. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để hóa giải vận hạn là tích lũy công đức. Hành động này không chỉ mang lại sự yên bình cho tâm hồn mà còn giúp quý vị nhận được sự phù hộ từ trời đất và tổ tiên. Quý vị có thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoặc giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Những hành động này không chỉ góp phần tích lũy phước lành mà còn tạo ra luồng năng lượng tích cực xung quanh quý vị và gia đình. Ngoài ra, việc hành thiện không chỉ dừng lại ở tiền bạc hay vật chất mà còn thể hiện qua những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như giúp đỡ người thân, hàng xóm hoặc thậm chí chỉ là lời nói tử tế, khích lệ người khác. Tâm hồn trong sáng, hành động hướng thiện sẽ thu hút nhân hòa, giảm thiểu những khó khăn mà quý vị có thể gặp phải. 2. Thực hiện các nghi lễ cúng bái tổ tiên. Trong truyền thống tâm linh và tín ngưỡng của người Việt, việc thờ cúng tổ tiên luôn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự gắn kết giữa con cháu và người đã khuất, đồng thời cầu mong sự phù hộ cho cả gia đình. Đặc biệt, trong những ngày lễ lớn cuối năm như rằm tháng Chạp, ông Công ông Táo 23 tháng Chạp và Giao Thừa, tuổi Mậu Ngọ cần chú trọng đến việc cúng bái tổ tiên, thắp hương và dọn dẹp bàn thờ một cách tươm tất để bày tỏ lòng kính trọng. Việc cúng bái không chỉ là hành động tôn vinh tổ tiên mà còn mang tính chất giữ gìn phúc khí trong nhà. Trong những tháng cuối năm, hãy dành thời gian thực hiện các nghi lễ này một cách đầy đủ, trang nghiêm. Những lời cầu nguyện chân thành sẽ giúp quý vị thu hút sự bảo vệ và bình an cho cả gia đình, đồng thời hóa giải những vận hạn còn tồn đọng. 3. Dọn dẹp nhà cửa và loại bỏ vật dụng không may mắn. Cuối năm là thời điểm tốt để dọn dẹp nhà cửa, không chỉ để chuẩn bị đón Tết mà còn để loại bỏ những vật dụng không may mắn có thể gây cản trở đến luồng sinh khí trong gia đình. Hãy kiểm tra và loại bỏ những đồ vật đã hư hỏng, không còn giá trị sử dụng hoặc mang tính chất tiêu cực như đồ sắc nhọn, gương dở hoặc những món đồ mang lại cảm giác u ám. Những vật dụng này có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm khi năng lượng xấu dễ xâm nhập và gây ra khó khăn. Việc sắp xếp lại không gian sống một cách gọn gàng, sạch sẽ cũng giúp quý vị thu hút năng lượng tốt. Hãy chú ý đến cửa ra vào, vì đây là nơi năng lượng đi vào nhà. Đảm bảo cửa chính không bị bẩn hoặc hư hại để không cản trở tài lộc và sinh khí tốt. Nếu có thể, quý vị có thể thêm vào một số vật dụng mang tính chất phong thủy như cây xanh hoặc các biểu tượng may mắn, cá chép, hoa sen để thu hút tài lộc và vận may. 4. Hóa giải vận hạn bằng phong thủy và thờ cúng. Để hóa giải vận hạn, tuổi Mậu Ngọ cũng nên chú trọng đến các yếu tố phong thủy trong nhà. Một số vật phẩm phong thủy có thể giúp cải thiện vận khí và mang lại sự bình an, như tượng Phật Di Lặc, quả cầu thạch anh hoặc bình an. Quý vị có thể đặt những vật phẩm này tại các khu vực quan trọng trong nhà, như phòng khách, bàn làm việc hoặc bàn thờ, để giúp tăng cường vận may và hóa giải những điều không tốt. Ngoài ra, việc thờ cúng thần tài, thổ địa cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những người làm kinh doanh. Đặt bàn thờ thần tài ở vị trí hợp phong thủy trong nhà, thường xuyên lau dọn và thắp nhang sẽ giúp thu hút tài lộc, bảo vệ khỏi những rủi ro về tài chính. 5. Giữ tâm an, tránh nóng nảy. Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc hóa giải vận hạn là giữ cho tâm hồn bình an. Trong những tháng cuối năm, quý vị có thể phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn trong công việc cũng như gia đình. Tuy nhiên, việc giữ cho tâm hồn thanh tịnh, không nóng nảy và biết điều chỉnh cảm xúc sẽ giúp quý vị giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp và nhẹ nhàng hơn. Nếu có thể, quý vị nên dành thời gian thiền định hoặc tập các bài tập nhẹ nhàng như yoga để giúp giải tỏa căng thẳng, cân bằng tâm trí và cơ thể. Khi tâm hồn bình an, vận khí xấu cũng sẽ được giảm thiểu và hóa giải dần dần. Tóm lại, để hóa giải vận hạn cuối năm 2024, tuổi Mậu Ngọ 1978 cần kết hợp giữa việc thiện, thờ cúng tổ tiên, duy trì phong thủy tốt trong nhà và giữ cho tâm trí an lành. Những hành động này không chỉ giúp hóa giải những điều không may mà còn mang lại sự bình an, hạnh phúc và vận khí tốt cho cả gia đình khi bước sang năm mới. Thưa quý vị, Phật giáo với những lời dạy sâu sắc về nhân sinh và đạo đức luôn đề cao giá trị của chữ hiếu, một khía cạnh cốt lõi trong việc tu thân và xây dựng một cuộc sống hài hòa. Đối với người tuổi Mậu Ngọ 1978,
những năm tháng trải qua đã mang lại cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của lòng biết ơn và tình hiếu kính đối với cha mẹ và tổ tiên. Phật dạy rằng, hiếu là nền tảng của đạo đức và nhân cách. Điều này không chỉ phản ánh trách nhiệm của con người đối với cha mẹ, mà còn là kim chỉ nam cho cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Trong các kinh điển Phật giáo, chữ hiếu không chỉ được coi là nghĩa dụ, mà còn là nguyên lý tối thượng, giúp mỗi người nhận ra bản chất thiện lành của mình. Một người thực hành chữ hiếu trọn vẹn là người hiểu được đạo lý lớn nhất của cuộc đời. Đó là sự kính trọng và yêu thương không chỉ dành cho cha mẹ, mà còn là sự lan tỏa lòng từ bi đến mọi người trong xã hội. Phật dạy rằng, những ai thực sự giữ tròn chữ hiếu sẽ nhận được phước báo to lớn, được trời đất phù hộ và những thử thách trong cuộc sống sẽ dần được hóa giải. 1. Hiếu với cha mẹ là hiếu với chính mình. Phật giáo nhấn mạnh rằng, chữ hiếu không chỉ là việc làm gì cha mẹ, mà còn là cách thức nuôi dưỡng lòng nhân từ trong chính bản thân mình. Khi biết kính yêu cha mẹ, con người học được cách trân trọng cội nguồn và nhận ra giá trị của những điều giản dị nhưng thiêng liêng trong cuộc sống. Cha mẹ chính là người đã ban cho chúng ta cuộc sống, dạy dỗ và che chở suốt bao năm tháng. Vì vậy, việc làm tròn chữ hiếu không chỉ là trả ơn, mà còn là cách tu dưỡng tâm hồn để trở thành một con người tốt hơn. Hiếu kính với cha mẹ con là cách để chúng ta giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức của dòng họ và truyền thống gia đình. Phật dạy rằng, cha mẹ chính là Phật sống trong gia đình, và việc chúng ta tôn kính cha mẹ cũng giống như việc kính thờ Phật. Khi chúng ta chăm lo cho cha mẹ, chúng ta đang tạo ra thiện nghiệp và gặt hái những phước lành trong cuộc sống, không chỉ cho chính mình mà còn cho con cháu sau này. 2. Chữ hiếu không chỉ trong gia đình mà còn lan tỏa ra xã hội. Hiếu không chỉ giới hạn trong mối quan hệ cha mẹ con cái. Phật giáo dạy rằng, mỗi người chúng ta khi thực hành chữ hiếu cũng cần mở rộng tình yêu thương và lòng từ bi đến với mọi người xung quanh. Đối xử tử tế với anh chị em, đồng nghiệp và những người trong xã hội cũng là một hình thức thực hành hiếu hạnh. Khi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, đó chính là biểu hiện của một người thực sự hiểu hiếu đạo. Trong các mối quan hệ xã hội, chữ hiếu còn được hiểu là sự trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Người sống hiếu thuận không chỉ biết chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, mà còn ý thức được bổn phận với xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống hòa bình, công bằng và phát triển. Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn, việc giúp đỡ người khác là một cách để tích lũy thiện nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân và gia đình vượt qua mọi thử thách. 3. Chăm sóc cha mẹ khi còn sống, giữ gìn lễ nghi khi cha mẹ qua đời. Phật dạy rằng, sự kính trọng và yêu thương không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua hành động chăm sóc và lo lắng cho cha mẹ khi còn sống. Điều này bao gồm việc lắng nghe, chia sẻ và luôn quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của cha mẹ. Phật dạy rằng, không có phước báo nào lớn hơn việc chăm sóc cho cha mẹ bằng tình yêu thương vô điều kiện. Khi cha mẹ qua đời, việc giữ gìn lễ nghi và thờ cúng tổ tiên cũng là một cách để con cháu thực hiện trọn vẹn chữ hiếu. Việc làm này không chỉ để tưởng nhớ công ơn sinh thành, mà còn giúp con cháu duy trì mối liên kết thiêng liêng với gia đình, tổ tiên và giúp tạo ra vận khí tốt cho gia đình. Việc thờ cúng cũng giúp con cháu ý thức hơn về cội nguồn và trách nhiệm của mình trong việc duy trì các giá trị tốt đẹp của dòng họ. 4. Hiếu kính với cha mẹ mang lại bình an và phước lành. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng, những người biết giữ trọn chữ hiếu sẽ gặt hái được bình an và hạnh phúc không chỉ trong đời sống hiện tại mà còn trong tương lai. Đối với tuổi Mậu Ngọ 1978, những tháng cuối năm 2024 là thời điểm thích hợp để quý vị nhìn lại những việc đã làm, chú trọng hơn vào việc hiếu kính với cha mẹ và làm tròn bổn phận của mình. Khi lòng hiếu kính được nuôi dưỡng và thực hành, quý vị sẽ thấy cuộc sống trở nên thanh thản, các mối quan hệ gia đình được cải thiện và những khó khăn trong công việc hay cuộc sống sẽ dần được hóa giải. Phật dạy rằng, khi chúng ta chăm sóc cha mẹ một cách tận tâm và chân thành, phước báo không chỉ đến với chúng ta, mà còn lan tỏa đến cả gia đình, giúp con cháu hưởng được phước lành và sự bình an. Đặc biệt, đối với người tuổi Mậu Ngọ đã trải qua nhiều biến động trong năm 2024, việc làm tròn chữ hiếu chính là cách tốt nhất để hóa giải vận hạn và đón nhận may mắn, phước báo từ trời đất. 5. Tinh tấn tu tập để hướng về chữ hiếu. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ và thực hiện những hành động hiếu hạnh trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Mậu Ngọ cũng nên tinh tấn tu tập, thường xuyên tụng kinh, niệm Phật và tham gia các hoạt động Phật pháp để rèn luyện tâm hồn và nâng cao đạo hạnh,
Việc giữ gìn tâm hồn thanh tịnh, sống đời hướng thiện không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu hơn về giá trị của chữ hiếu, mà còn tạo ra môi trường tâm linh trong lành, giúp gia đình luôn được bình an và hạnh phúc. Tóm lại, chữ hiếu không chỉ là bổn phận đối với cha mẹ, mà còn là con đường để tu dưỡng tâm hồn và nâng cao đạo đức cá nhân. Phật dạy rằng, khi chúng ta sống trọn vẹn với lòng hiếu kính, chúng ta sẽ nhận được phước báo và sự bình an trong cuộc sống. Quý vị tuổi Mậu Ngọ hãy nhớ rằng, làm tròn chữ hiếu là cách tốt nhất để hóa giải mọi khó khăn, mang lại may mắn và bình yên cho gia đình. Tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ nay đến Tết 2025 hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực. Những thách thức của năm 2024 sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội mới về tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, sức khỏe được cải thiện và gia đình ngày càng ấm cúng, hòa thuận hơn. Đây chính là thời điểm quý vị cần tập trung nắm bắt các cơ hội, tiếp tục tinh tấn tu tập và gìn giữ lòng hiếu kính để hưởng được phước lành từ trời đất. Hãy nhớ rằng, những nỗ lực hiện tại không chỉ mang lại thành công trong sự nghiệp, mà còn là phúc báo cho gia đình và con cháu sau này. Với sự kiên trì, lòng quyết tâm và hướng đi đúng đắn, tương lai của quý vị sẽ ngày càng tươi sáng và tràn đầy phúc lộc. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để cập nhật thêm những dự đoán tử vi mới nhất, giúp bạn có những bước đi vững chắc hơn trong cuộc sống. Chúc quý vị một mùa Tết 2025 an khang, thịnh vượng và luôn hạnh phúc, viên mãn bên gia đình thân yêu của mình.